Rồi súp đồ con 7 dạo các anh em nha. Như đã nói là em lên là bữa nay là 2 kỳ, ngày 25 tháng 12 là em lên 2 kỳ. Em đã lên một kỳ cần còn trước rồi là kỳ 51. Rồi xong rồi em sẽ lên kỳ này nữa là kỳ 52 nha anh em. Kỳ 52 thì nó là có rất là nhiều máy nha. Bữa nay em lên một lượt cho nhiều máy cho anh em chơi. Nè cặp đầu tiên thì là cặp mấy máy cặp xe nhỏ 3.000 rồi nè. Nó 3.000, 2.000, 1.000 đồ đó. Thì xe nhỏ xong là em sẽ lên là bữa nay là chuyên về máy lua nha anh em. Máy lua rất là nhiều, bữa nay là máy lua không à nè. Nó đa số là máy lua. Đây. Emblem, tem đai qua, rồi túi Ruman, Nasit. Rồi mấy con đời cao của China, nó China xuất Nhật. Hai con Abu. Ở trên đây thì là mấy con size lớn. Đó, bữa nay là máy size lớn cũng nhiều đó, size lớn khoảng cỡ 4-5 con gì đó. Đó, size 12.000 có nè. Size cối nông cũng có nè. Bữa nay có 3 con cối nông nha anh em. Đây, 1 2 3 con cối nông. Đấy. Trợ lực đầy đủ ha. Máy bữa nay là máy có con này là bữa nay là cây Gato 6.2 nè, nó dòng Ryobi nè. Đây, bữa nay là dòng lua là đa số là dòng lua nha anh em. Nay lên mấy con lua cho anh em đánh. Thì máy á, anh em là chốt máy á, thì sẽ là phí ship mặc định là 30k một máy nha anh em. Anh em là chốt hai máy hoặc là một cặp một máy á, em sẽ là bao ship nha anh em. Còn chốt một cặp là không có bao ship nha. Chỉ chốt từ hai đơn trở lên em sẽ bao ship. Nói với anh em luôn là bữa nay á, anh em nào có quá đơn trên 1 triệu nha, em sẽ tặng một con máy đây, con máy mini biển này nè. Đây dòng máy mini biển này đó, anh em nào quá đơn trên 1 triệu là em sẽ tặng nha, tặng mấy con máy mini biển này nè. Nó giá trị tương đương của nó là 100.000 một con á. Đấy, bữa nay anh em nào chốt quá đơn trên 1 triệu á, từ 1 triệu trở lên em sẽ tặng một con nha anh em. Mấy con này về anh em câu, nói chung là câu tôm câu bè đồ đó, nó câu cảm giác luôn. Nó còn bán lẻ thì là 100.000 một con nha. Nó bán lẻ 100.000 một con, ai mua mấy con cũng có nha anh em. Đây rồi em sẽ lên máy nha nè. Kỳ này lên hơi nhanh nha, tại vì cũng thời gian cũng hạn hẹp rồi. 4 ngày nay em không có lên được là do quá trời bận rồi, không có lên được. Nó lên mà bữa nay sẵn là lên một lần là 2 kỳ luôn, kỳ 51 và kỳ 52 luôn. Đấy rồi lên cặp thứ nhất nha. Cặp mã số 1, cặp thứ nhất. Đây hai con máy hàng Japan nha anh em. Hai con máy là Japan hết luôn nha. Một con là Biomaster, con này là con Biomaster, con này chạy 3 bạc đạn luôn nha. Nó size tương đương là size tầm 1.000 nha anh em. Con này size tương đương là 1.000 nha. Đó, máy rất là mượt rồi, núm gỗ luôn đó, thấy không? Máy rất là ok. Con này cũng là con Alex nha anh em, chạy 2 bạc đạn nha. Hàng cũng hàng Japan luôn, con này có kim loại nha. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Con nào cũng mượt lết dành cho anh em về câu tôm, câu cá giặt cái gì đó. Đó. Anh em lấy, anh em mới tập câu rồi đó. Không? Lấy hai con này về là anh em nói chung là hết chơi luôn. Đây, hai con này. Rồi hai con này là size tương đương là 1.000 nha anh em, 1.000 rất 1.500 à. Đây, cặp này là cặp hàng Japan nha, nên em để cặp này cho anh em là giá 600k nha anh em. Cặp số 1 là giá 600k nha. Đây cặp số 2. Cặp số 2 thì nó là hai con này giống nhau nha anh em. Bữa nay xả cặp này luôn nè. Cặp số 2 là hai con giống nhau nha, một con là XT, đây qua XT 650 và con XT 750 nha. Hai con này còn khá là đẹp. Hàng là hàng của Japan luôn nha anh em. Đấy, hàng là hàng của Japan luôn nha. Đó. Hai con này, một con là size tương đương nè. Con này size 1.000 nha anh em. Con này size tương đương là 2.000 nha. Con này size tương đương 2.000, con 750 là 2.000, con 650 là 1.000 nha. Một con 1.000 và con 2.000 nha anh em. Dành cho anh em đánh đi show rồi đó. Đấy, rồi cặp này bữa nay là để cho anh em. Cặp này rất là mượt nha. Cặp này để cho anh em giá rẻ luôn nha. Để cho anh em cặp này bữa nay là để cho anh em là 520k. Cặp này 520k nha anh em. Cặp số 2 là 520k. Cặp số 3. Đấy, bữa nay cũng xả. Cặp này là có người chốt rồi nhưng mà em quên quên cái địa chỉ ấy.
Đó, cặp này đã có người chúc rồi nè, nhưng mà đã quên địa chỉ của kỳ trước á. Đấy, hai con lông cát nè, hai con lông cát XT, hai con lông cát này hàng da ben luôn nha, hai con lông cát hàng da ben XT 750, size tương đương của nó là size 3000 nha anh em. Cặp này là size 3000, hai con giống nhau ha, máy chạy rất là mượt đó, hai con giống nhau máy chạy rất là mượt luôn. Đây rồi, cặp này là size 3000 nha, đó, hàng da ban luôn nè, thấy không, hàng da ban hết nè ha. Rồi cặp này để cho anh em giá là giá bữa nay giá rẻ luôn, giảm luôn là giá 600k nha anh em. Cặp số 3 này 600k luôn nha. Hai con size 3000. Cặp số 4. Cặp số 4 hai con này thì quá là ok rồi. Đó, một con này, con này size tương đương của nó là, con này size tương đương của nó là nhiều. Con này size tương đương là 3000 luôn nha anh em. Nè, con này chạy hai bạc đạn nha, con đai qua nè. Con đai qua này rất là ok nha. Đó. Máy rất là mượt. Thấy không? Máy rất là mượt cho anh em con Giganit nha. Hàng Giganit này nha. Nó Giganit này anh em chơi rất là tốt nha. Con này có thể đánh lua được nữa nè. Con này Gatio tới 5 chấm luôn, có thể đánh lua được. Đó, mà một con này dễ dành lua nè, size 3000 nè. Một con này để câu ngâm nè. Đó, con này để câu ngâm hay là câu lăn xê đồ đó. Đó, là con này cũng size 3000 luôn nè. Máy cũng rất là mượt nè, nó thấy không? Con nào cũng mượt hết. Máy quá là im luôn. Đó, con này bữa nay cặp này em xả cho anh em luôn nha. Cặp này là cặp số 4 để cho anh em là 700k nha anh em. Hai con máy rất là đẹp nha. Cặp số 4 này. Đó, con này chỉ có xước xác là nó chóc sơn nhẹ thôi, nhưng mà máy thì yên tâm, rất là mượt. Đó, hai con này hàng da ban luôn nha anh em. Này hàng da ban luôn nè, thấy không? Hai con hàng da ban luôn, thấy không? Đây, hàng của Nhật hết. Là cặp này cũng để, đây à, cặp này để cho anh em là giá là 700k nha, cặp số 4 nha anh em. Cặp số 4 là 700k nha. Đó. Rồi tới con máy số 5 nha. Máy số 5. Đây, con máy số 5 là con máy này. Con máy số 5 là con máy con Sinos nha anh em. Sinos XS. Hàng Sinos thì anh em đã biết rồi. Dòng này dầu gì vừa đánh lua, vừa đánh ngâm. Nó Sinos, Sinos XS 1500. Sinos XS 1500 này á, size tương đương của nó là size thật của nó. Size thật của nó là size 3000 nha anh em. Con này size thật là size 3000, hàng là hàng của Japan luôn nha. Đó, con này độ mới, con này thì khỏi chê rồi. Độ mới tầm khoảng cỡ 85% ăn lên. Đây, máy rất là mượt. Anh em có dễ vừa nè. Con này vừa đánh lua, vừa câu ngâm, câu lăn xê. Đó. Câu ISO. Đấy. Kẹt kẹt lấy ra đánh lục luôn. Đấy. Con này là giá của nó là 380 nha anh em. Con mã số 5 này là 380k nha. Đó. Mã số 5 là 380k. Mã số 6. Mã số 6 thì anh em là biết con dòng lua này nó rồi. Con Alivio 2000. Con này là hàng của thằng Malaysia nha anh em. Đây, mà của thằng Shimano Malaysia. Con này size 2000, Alivio size 2000. Dòng này dòng lua nha anh em. Đấy, dòng này đánh lua nha. Máy rất là mượt. Đổi tay trái phải mua bên sống nha anh em. Nãy giờ con nào cũng đổi tay trái phải được hết nha. Đó, dòng này rất là mượt. Đổi tay trái phải mua bên sống luôn nha anh em. Rồi con này là mã số 2, mã số 6 nha. 2 4 5 6, con này mã số 6 nha nè. Mã số 6 này để cho anh em là 480k nha. Mã số 6 này 480k nha. Shimano Alivio 2000. Máy rất là mượt và đẹp luôn. Đó, con này nói chung là không có xước xác nha anh em. Nó chỉ là bị cũ thôi, hàng mới về là em chưa vệ sinh luôn đó, rồi lên cho anh em chơi. Đó, tại anh em hỏi quá trời hỏi rồi. Nó kêu lên kỳ đi, mà 4 ngày nay đâu có lên kỳ được đâu. Đó, bữa nay là lên cái lên 2 kỳ luôn. Đây, rồi con này mã số 6 là 450k cho phải 480k cho anh em chơi nha. Chơi dòng lua nha. Nó nè anh lua lóc. Nè, bữa nay là có con này. Con này nói với anh em á là anh em muốn kiếm con này cũng rất là khó. Con này nói chung độ mới tầm khoảng 90% nha. Con này độ mới tầm khoảng 90% luôn. Nè, mới khoảng 90% là nó là banh cho anh em một cái cuộn cước luôn. Em khuyến mãi cho anh em một cuộn cước cước dù luôn. Cuộn cước dù này ít nhất cũng là từ 200.000 ăn lên một cuộn cước dù này. Nó có ba cái này chẳng luôn nè, để dành đánh lua đó. Nó nè, nó có sẵn từ bản về luôn. Con này là có kim loại nha anh em. Đấy, con Sinos XS 3000 gửi.
Con này là mô binh sống đổi tay trái phải nha anh em. C-Note XS 3500 ZMT. Con này size tương đương của nó là 6000 Shimano nha anh em. Con này size tương đương là 6000 Shimano, cước số 6 và 150m, cước 0.4 và 180m. Đấy. Đó, mô binh sống đổi tay trái phải nha. Dòng này là dòng lua nha anh em. Dòng này là lua biển nha. Con này dùng để lua biển, câu mực biển, đó, câu mực. Rồi đó, là dòng này là anh em chọn con này hết chơi luôn. Con này anh em nào mà đi biển rất là phái nha. Đấy. Máy nè. Máy nó mượt nè. Anh em coi máy nó mượt nè, Gatio nó tới 5 chấm luôn nha anh em. Đấy, rồi con này là bữa nay em để cho giá cho con này, là bữa nay anh em nào mua con này là mã số số 6, số 7 đúng không? 2 4 6 7. Rồi con mã số 7 này để cho anh em là 850k nha anh em. Con máy là còn mới 90-95% luôn á. Con này thì nó là hàng Japan nha, made in Japan luôn nha anh em. Dòng rất là ok. Đó, một con máy 6000. Quá là mượt luôn. Nó vừa anh em vừa đánh cha, con này đánh cha thì thoải mái luôn. Anh em nào mua về anh em cẩu cha là thoải mái luôn. Đây. Con này là máy số 7. Máy số 7 á, thì là 850k nha anh em. Con máy số 8 nè. Con máy số 8 là con Alivio 4000, con này đời 2015 nha anh em. Con này đời là 2015 nha. Nè, có ngày đời 2015 trên đây luôn nè, hàng của Malaysia nha anh em. Con này còn rất là mới nha, độ mới tầm trên 85% nha anh em. Khi có xuyến xác trên đây thôi nè. Đó, độ mới trên 85%. Máy này. Dòng này có ABS nha anh em. Dòng này là có ABS nha. Máy rất là mượt rồi. Alivio 4000. Con này dành cho anh em nào chơi đánh lục được luôn nè. Con này đánh lục được nha. Đánh lục, đánh lua, câu ngâm, câu lăn xê, câu bè, câu gì cũng được nha. Đó, con này làm hàng Malaysia nha anh em. Hàng Malaysia xuất Nhật nha. Đó, Alivio 4000. Đó, Alivio 4000 nha anh em. Máy là bao mượt cho anh em luôn. Rồi bữa nay để cho anh em con này là mã số 8 nha. Mã số 8 để cho anh em giá là 800k nha anh em. Con này 800k nha. Mã số 8 có ABS đàng hoàng nha anh em. Máy 4000 nha. Đây. Rất là mượt. Rồi, con số 8 này là 800k nha. Con số 9. Đây con số 9. Con số 9 là con này là con hàng gì? Hàng Japan nha anh em, made in Japan, con ghi gần. Con ghi gần nết nha. Ghi gần nết 4000T. 4000T thì chưa thay tương đương của nó là size 6000 của Shimano nha anh em. Con này size 6000 Shimano. Đó, con này size 6000 của Shimano nha anh em. Đó. Máy thì mô binh sống đổi tay trái phải nha. Máy rất là mượt rồi. Mô binh sống đổi tay trái phải, phanh dây còn ok hết nha. Cái tay kim loại rất là đẹp. Chỉ có bị xước cái đây thôi. Đó, máy anh em mình khỏi chơi chứ con máy này rồi. Đấy. Thấy không? Một con máy 6000, form nhỏ, hàng kim loại, quay hàng carbon nhẹ cho anh em chơi. Đây. Gatio con này cũng nhanh lắm nha. Đây trên đây. Trên này nó có số luôn nè, anh em dặn nó có số luôn nha, thấy không? Đó. Nó dặn nó có số luôn, thấy không? Rồi con này là mã số số 9 nha. Rồi con này là mã số 9. Mã số 9 này để cho anh em, bữa nay là để cho anh em là 450k nha anh em. Mã số 9 là 450k nha. Nhanh tay chốt của mã 9 nha. Đó, nhanh tay anh em chốt của mã 9 này đi. Con này nó chạy bạc đạn nha anh em. Đó. Tới con mã số 10. Mã số 10 này á, thì là con Ekushima. Con này có xuất sắc nha. Nè, con này có xuất sắc nè. Có xuất sắc nè. Thấy không? Anh em nhìn kỹ ha, chốt máy nha. Nè, có xuất sắc nè. Để khi nào anh em này chốt máy về nó xuất sắc quá anh em không nhận cũng tội nghiệp em. Đấy. Con này là con Ekushima. Ekushima này là hàng của China nha anh em. Nè, Ekushima China nè, tem lụa nha. Con nào có tem lụa là con đó rất là tốt. Đấy, form thì còn rất là đẹp rồi. Nó phen ra dây thì rất ok. Đấy. Nó con này không biết có chịu lực không. Để em dặn ra cho em coi, anh em coi thử coi có chịu lực không. Đây, con này size tương đương của nó là size 4000 nha anh em. Con này size tương đương là 4000 nha. Đây, con này không có dòng chịu lực,
đó, size tương đương là 4.000. Hàng vô vệ sinh nha anh em, anh em nào chốt rồi em sẽ vệ sinh rất là sạch sẽ cho anh em chơi nha. Nè con này nó bạc đạn nè, nó có bạc đạn ở đây nữa nè, thấy không anh em, thấy có bạc đạn không đấy, có bạc đạn nữa thấy không. Con này chạy tầm khoảng cỡ 3-4 mặt đạn nha nè. Con này chạy nhiều mặt đạn nha, tầm 3-4 mặt đạn á. Nhưng mà cái thân hình này nó hơi xước xác thôi, nhưng mà nó rất là tốt, là dễ, là để cho anh em đánh lua á. Con này hàng hàng China xuất Nhật nha. Đó, dòng này để cho anh em đánh lua nè. Có ABS thì đầy đủ nè, thấy không, ABS đầy đủ nè, thấy không. Nè nó mượt nè, thấy không, anh em thấy nó mượt không, máy thì rất là mượt. Đó, con này là dòng dành để lua nha anh em. Đấy, dành để lua nha, Ekushima nè, thấy không, rất là ok, thấy không. Rồi, đấy, máy rất là mượt. Rồi anh em nào mới nay chốt con này là mã số, là mã số 7, 8, 9, 10 nha anh em. Con này mã số 10 nha. Rồi anh em nào chốt con mã số 10 này để cho anh em là giá 400k thôi. Đó, con mã số 10 là 400k thôi, dành cho anh em về lua. Đây, anh em mà không quan trọng hình thức thì con này rất là ok, có ABS đầy đủ nha anh em. Hàng chạy ABS đầy đủ, cứng nhắc, chống đau ngột luôn, thấy không, ABS chống đau ngột, thấy không, dính như này. Đó. Rồi, con này là mã số 10 để cho anh em 400k thôi. Mã số 11. Mã số 11 này là con Supercat. Supercat này đó là con này hàng Korea nha anh em. Con này hàng Korea nha. Nó con này mà còn rất là đẹp rồi. Thân hình này. Đây, con này hàng carbon. Thân thì thân carbon, cối thì cối là cối kim loại nha anh em. Đó. Mô bình sống đổi tay trái phải, khoen ga dây thì còn rất là ok nha. Khoen ga dây này để dành để đánh BE được ha. Đó, BE được. À, con này là size 3.000 nha anh em. Dành để cái lua nha. Con này 3.000 dành để lua nha. Máy thì anh em khỏi chơi rồi, máy rất là mượt. Ratio cao, máy mượt. Đấy. Thấy không? Ratio cao, máy mượt nữa. Rồi anh em nào chốt con này để cho anh em là mã số 11 nha. Mã số 11 này là hàng Korea, anh em bán rẻ cho anh em chơi luôn. Giá con này là giá để cho anh em là 380k nha. Con mã số 11 này 380k nha anh em. Mã số 12. Mã số 12 này á, thì cũng là một con của thằng Korea luôn. Con này đời cao nha anh em, máy đời cao của Korea. Mô bình sống đổi tay trái phải nha anh em. Đó. Mô bình sống đổi tay trái phải nha. Con này là con gì, con C Fighter gì đó, 1.000. Con này ratio là 5.3 nè, anh em thấy không, ratio tới 5.3 lần. Cước thì thông số cước của nó, con này thông số cước, cước 3 vô 150m. Con này size tương đương là 3.000 Shimano nha anh em. Con này size 3.000 Shimano, khoen ga dây bằng sứ luôn nè, thấy không. Nó dành cho anh em đánh lua. Con này cũng là dòng lua luôn nha anh em. Ở đây rất là đẹp, thấy cái form rất là đẹp phải không. Con này chạy 3 bạc đạn nha. Nó con này chạy 3 bạc đạn, nó bị mắc cái nắp ở đây nha anh em. Con này bị mắc cái nắp chụp ở đây thôi, mắc chụp cái bên tai thôi, chứ nó không có cái gì hết. Đây, dòng rất là mượt rồi, ratio tới 5.3 lần mà. Đấy, thấy không, ratio tới 5.3 lần, thấy không. Nó chạy nè, rất là mượt luôn. Đó, rồi con này là mã số 12 nha anh em. Rồi con này mã số 12 nha. Mã số 12 này hàng Korea luôn nha nè. Hàng Korea xuất Nhật nha. Nè, có cái ở trên đây có số là mã gì luôn nè. Rồi con này để cho anh em giá là 400k nha anh em. Mã số 10, mã số 12 nha. Chạy 3 mặt đạn rất là mượt, dành cho anh em đi đánh lua, lua lóc, lua chẻm luôn đó. Đó. Rồi tới con mã số 14. Phải mã số 12 rồi, mã số 13. Mã số 13 thì các mấy con hai, một con hai con Abu này em, nó giống nhau nè, em bán cặp luôn nha. Em không có bán lẻ luôn. Đó, em bán nhưng mà để nguyên cặp vô cho anh em chơi một cái là anh em lấy về, anh em lấy cặp Abu về chơi luôn à. Nó, thấy không? Đây, dòng Abu Godmatch 2. Abu Godmatch 2 có hai con này giống nhau nha anh em. Nhưng mà nó nói chung là nó có nhiều điểm như là chữ, một cái chữ lớn, cái chữ nhỏ nè. Hai con này chắc là hai nước sản xuất riêng khác nhau. Đấy, mà một con cối thì cối, con này nó hơi lợt, vàng 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 hơi lợt, con này thì vàng hơi hơi đậm xíu nha. Đấy, hai con thì nói chung là giống nhau hết, giống nhau về ngoại hình, giống nhau về size hết. Đó, hai con này thì nó là size tương đương, nó là size tầm khoảng cỡ. Con này size hàng gửi 3.000 nha anh em. Size tầm hàng gửi 3.000. Hai con rất là đẹp. Đó, Godmatch 2.
con Abu. Nó còn nước sản xuất thì nó không có để nha anh em. Abu thì anh em tra cái Google giùm em coi nước sản xuất nằm ở đâu. Con này thì nó là 00 00, con này 02 ha, con này 00, con này 02 đấy. Máy thì rất là mượt rồi đấy. Hai con Abu rồi, hai con này bữa nay để cho anh em một cặp này luôn, cặp Abu mã số 13. Cặp Abu này để cho anh em 1,2 triệu nha, một con 600.000. Anh em nào mua lẻ một con 600, mua cặp là 1,2 triệu nha anh em. Rồi cặp số 13, cặp số 12 13 này là cặp Abu nha. Anh em nào chốt thì chốt cặp Abu một con thì nó một con, chút lẻ thì nó lẻ, chút cặp thì nó cặp nha, để em bán cho anh em. Rồi mã số này là mã số 13 nha anh em. Tới mã số 14 vậy. Rồi dãy này là dãy hàng lua nè, dãy này là dãy hàng lua rồi đó, thấy không? Còn toàn là mấy con máy lua không à, nè tới mấy con máy lua rồi, máy lua xịn cho anh em chơi nè. Rồi mã số 14, mã số 14 là một con này là con gì? Con này là hàng Japan, con này là con tim Daiwa nha anh em, con tim Daiwa X2500Y đó, con này là tim Daiwa. Máy thì máy rất là đẹp rồi, máy quân đen cối vàng đây, mấy con ốc con màu vàng luôn nha anh em, ốc nó cối màu vàng luôn nha, rất là đẹp. Này, ốc cũng khối màu vàng luôn. Máy thì còn khỏi chê rồi. Đó, rất là mượt. Radio con này cao nha, radio tới 5 chấm mấy lần á. Con này hình như radio tới 5.2, 5.3 lần. Này thông số cước đây. Con này cước 0.3 vào 130m. Cước cước số 4 thì vào 100m, cước số 3 vào 150m. Con này size tương đương là 3.000 nha anh em. Size thật tương đương là 3.000 nha. Đấy, con này có thể là con này mà con này thông số là kéo mát là 4,5 kg nha anh em, nhưng mà thật sự anh em kéo 10 kg cũng không sao nữa đấy. Máy chạy 5 mặt đạn, quên nữa, quên nói với anh em nữa là con máy này nó chạy tới 5 mặt đạn lên nha anh em, con này chạy tới 5 bring luôn nha. Nó còn tim đây qua hàng da ben rất là đẹp luôn, nó chưa vệ sinh nha. Con này nói chung rượu mới là trên 85% mà chạy chưa vệ sinh thôi, vệ sinh rồi một cái là nó đẹp cực kỳ luôn đó. Con này rồi, mã số là mã số 14 nha anh em, máy rất là đẹp. Mã số 14 này để cho anh em giá hữu nghị luôn là 870k nha anh em, mã số 14 là 870k nha đó, 870k dành cho anh em chơi. Mã 15, mã 15, con mã 15 này là con gì? Con Emblem nha anh em, Emblem X. Đó, Emblem X 2500T. Đây, Emblem X 2500T. Đó. Đây, máy rất là mượt rồi. Nói chung dòng mấy dòng lua này thì anh em khỏi chê rồi. Con Emblem X thì nó là hàng dòng mà dòng máy lua nha anh em. Có xước xác nha, xước xác cái tay nè, chóc sơn nhẹ ở đây nè. Đó, còn thân hình thì còn rất là ok. Nè, có điểm chày nhẹ ở đây nữa nè ha, làm dễ như đế nè ha. Đó. Thấy không? À, quên nói với anh em nữa, con này nó có trợ lực nữa hay gì nè. Để em gỡ ra em cho anh em coi. Con tim đây qua nè. Con tim đây qua này nó có trợ lực nữa nha anh em. Dòng này dòng lua xịn rồi. Bởi vì nói chung là hàng là con nào cũng có trợ lực hết. Đó, nghe không? Cái dòng trợ lực này ha. Đó. Anh em thấy không? Cái dòng này để cho em trợ lực khi mà dính cá bự nó không bị rung cối rồi á. Vì dính cá lớn á, anh em dìu nó không bị lắc cái cối công cốt anh em. Đó. Đó, tới con mã 15 nè, con mã 15 này còn con Emblem X. Con Emblem X này hình như là cũng có trợ lực luôn. 2500T, con này size cũng tương đương tầm xe thật là 3000 á. Đó. Cối thì cối là cối kim loại nha anh em. Dòng lua này, dòng lua vui xịn rồi. Vui đây nó không? Cũng là có trợ lực cho anh em chơi luôn nha. Đó, cũng là có trợ lực luôn. Đó. Phen ga dây nè, phen ga dây này có trợ lực, phen ga dây nè, thấy không? Thấy không? Có bảo vệ luôn, thấy không? Hàng là hàng của Japan luôn nha anh em. Đây hàng Japan luôn nha. Hàng hãng Daiwa. Máy thì rất là mượt rồi. Đấy. Quá là ok luôn. Rồi con này là mã số 15 nha. Mã số 15 là 800k nha anh em. Mã số 16.
mã số 16. Thì anh em nào có biết chơi dòng này rồi thì anh em khỏi bàn. Tú Roman đây, đây qua Tú Roman Made in Japan. Đây Tú Roman, hàng Tú Roman này là Tú Roman X 2500C. Con này có ABS nè, không ABS luôn nè, nó hàng gửi C ABS nè. Có hàng có dơ nè, dơ em chưa vệ sinh gì, hàng mới về là em lên luôn, em chưa có vệ sinh máy. Đấy, đây qua có là có kim loại đẹp quá, đẹp luôn không. Cái form là con này thay hàng giữ thôi mà cái form đẹp quá, nó dành cho anh em đua lóc phải không, đua lóc đua chẽm gì đó. Máy rất là mượt nha anh em. Quên nữa, con này mã số 15 là chạy 4 mặt đạn nha anh em. Con mã số 15 này, con này chạy 4 mặt đạn nha, nè 4 bearing nè. Đâu rồi đây, con mã số 15 là chạy 4 mặt đạn nha. Đó. Tới con mã số 16. Con mã số 16 này là con Tú Roman X nha anh em. Tú Roman X. Đó, Tú Roman X này á là hàng Japan. Con này là có ABS luôn. Thông số cước của nó là đó, con này có thông số cước này, cước 3 vào 150m, tương đương là size 3000 Shimano nha anh em. Tương đương xe 3000 Shimano nha. Máy cũng rất là ok, nhìn rất là đẹp. Cặp cạch cạch nha anh em, lua cảm giác đã lắm. Máy thì quay nhẹ một cái đi nè, con này chạy ít nhất cũng có 4-5 bạc đạn nha nè. Con này cũng là 4-5 bạc đạn luôn nha, Tú Roman. Dạ, con là Tú Roman luôn nha anh em. Nè, đây con này có co ha, cốt chịu lực nha, thấy không, cốt chịu lực anh em thấy không, có bạc đạn luôn nè, cốt chịu lực có bạc đạn luôn nè, cốt lớn luôn nè, thấy không, cốt chịu lực có bạc đạn cốt lớn luôn, thấy không, dòng cao cấp là phải vậy đó, dòng cao cấp của mấy hàng đây, của hàng Đại Hoa đó, thấy không, Đại Hoa Tú Roman cho anh em chơi, size tương đương là size thật là 2-3 ngàn nha anh em, đó, hàng gửi 3 ngàn, đấy, hàng là hàng giả ban nha, rất là mượt. Nè, coi nó mượt nè. Đây, Tú Roman XS, Tú Roman. Rồi, mã số là mã số 13, 14, 15. Con này là mã số 16 nha anh em. Mã số 16 nha. Mã số 16 là con Tú Roman 2500C nha. Con này để giá cho anh em là 1 triệu mốt nha anh em. Con này để rẻ cho anh em luôn, giá 1 triệu mốt thôi. Đó, cho anh em chơi. À, con này để cho anh em 1 triệu mốt nha. Mã số 16. Mã số 17. Đúng rồi, 13, 4, 15, 16. Con này mã số 17 nha nè. Mã số 17 này thì là con này là con gì? Con Nasit nha. Con Nasit Natsi chứ. Con Natsi Shimano. Con Natsi Shimano, hàng này hàng của hàng Malaysia nha, tem lụa nha anh em. Đấy, hàng cũng hàng Malaysia nha, tem lụa đàng hoàng nha. Con này size là 1000 nha anh em. Chưa, thật sự size thực của nó là tầm 2000 lận. Đấy. Con này hàng Nazi. Nó chạy con này như chạy là 4 mặt đạn nha anh em. Con này chạy 4 mặt đạn. Có nút cho có nút châm dầu luôn nè ha. Đấy, có nút châm dầu luôn, ABS. Con này không phải là ABS nữa, là ARB rồi. Con này chạy dòng ARB, X-Ship đồ lại đủ hết trơn rồi. Dòng con này là tích hợp mấy dòng đời cao nha anh em. Tích hợp vô mấy cái công nghệ cao hết rồi, máy chạy rất là mượt. Nó dành cho anh em câu ISO, câu lua đồ đó. Đó, câu lua đồ. Con này thì có xuất sắc nhẹ ở dưới cái đít nè. Đó. Nói chung là hàng này là hàng bãi hết, chứ không phải hàng xách tay. Nên giá nó rất là ok cho anh em chơi. Hàng nào hàng xách tay em nói xách tay, hàng nào bãi em nói bãi. Chứ không phải là hàng bãi em nói hàng xách tay để nâng giá lên cho anh em chơi. Đó, hàng là hàng bãi nha, nhưng mà bãi là bãi lựa, hàng lựa không à. Đấy, máy rất là ok thấy không, con nó Natsi nè. Đó, anh em nào con này đời 2010 nha, con này đời 2010 nha. Nó giờ đâu có sản xuất cho anh em chơi nữa, anh em chỉ có được hàng bãi mấy em mới chơi được mấy con này thôi. Natsi 1000 nó, máy nè, nó mượt gì nè. Đó, thấy không. Rồi anh em nào lấy con này là mã số 17 nha nè. Mã số 17 này để cho anh em 1.3 nha. Con mã số 17 là 1.3 nha anh em. Mã số 18. Mã số 18 thì là con này là con Brin, con Brinter HV hàng gử. Con này size tương đương của nó là trên hàng gử nha anh em. Size của nó là 3000 lận. Đó.
Dòng này là dòng con này nói chung độ mới nó là tầm khoảng 85% ăn lên nha, 85% ăn lên. Hàng là hàng của thằng Made in Japan, đai qua của thằng China nha nè, Made in China, China xuất Nhật nha. Hàng này dòng là China xuất Nhật, có là có kim loại nha. Đây con này còn rất là đẹp nha, ven ở dây luôn nè. Con này rất là đẹp rồi, máy rất là mượt luôn, dòng là dòng lua luôn nè anh em. Nó dòng lua luôn nha. ABS. ABS đầy đủ nha anh em. Đó, dòng lua nè. Đó. Thấy không? Printer HG thấy không? ABS nè ha. Rồi con này anh em để cho anh em giá rất là ok luôn. Con này là mã số 18, mã số 18 này để cho anh em giá là 700k nha anh em. Mã số 18 là 700k nha. Máy dành anh em về chơi lua là khỏi bàn được, lua lóc được đó. 700k anh em lua thoải mái rồi. Con mã số 18 là 700k nha. Cái con mã số 19. Mã số 19 này là con Gigant, con Gigant 32000C. Con này là hàng Thái Lan nha anh em, Made in Thái Lan, đại qua Thái Lan nha. Dòng này thì anh em có chơi rồi anh em sẽ biết. Con này cối nông nha. Con này là cối nông nha anh em. Dòng lua cối nông. Đó. Máy rất là mượt. Thấy không? Máy rất là mượt thấy không? Con này con đi gần nít. Máy siêu mượt luôn. Con này chạy ít nhất cũng là 3 bạc đạn. Thấy có thông số của nó không? Con này chạy tầm 3 bạc đạn nha anh em. 3 4 bạc đạn. Đây có chơi lực luôn nha. Anh em thấy không? Chơi lực nè, thấy không? Dòng này ghi gần nít này là có chơi lực rồi. Dòng hàng lua mà. Đó. Rồi con này là mã số 19 nha nè. Mã số 19 nha. Máy chạy rất là mượt phải không? Con này anh em có con này em có câu thử rồi, kéo con dính con cá cha 2 kg, kéo bình thường nhẹ tên luôn. Đó. Nói chi anh em lua chẽm được. Rồi con này là mã số 19 nha nè. Mã số 19 này để cho anh em là 650k nha. Mã 19 này 650k, cái phơm máy rất là đẹp luôn. Đó. Tới còn mã số 20 trên đây là hàng bự nha em. Đây là máy kim loại hàng bự rồi. Đây, máy lớn rồi. Rồi tới lên mã con mã số 20 cho anh em chơi. Còn mã số 20, con mã số 20 thì cái cối này còn rất là đẹp nha nè. Con này cối quá là đẹp luôn. Nhưng mà cái thằng nó thì mắc hai bên tem thôi. À, mô bên sống. Con là mô bên sống đổi tay trái phải nha. Cái cối con này rất là đẹp, còn cuộn dây luôn nha nè. Cái cối quá là đẹp luôn, con máy này. Con này size tương đương của nó, con này size tương đương là 14.000 nha nè. Con này size tương đương 14.000 nha. Máy thì nó có xuất sắc nha. Nè, có xuất sắc nè, mắc một bên tem bên nè, mắc hai cái tem. Con này mắc hai cái tem nha nè. Mắc con này mắc hai cái tem. Máy chạy rất là mượt nha. Đó, máy chạy rất là mượt luôn. Thấy không? Đó, con này size tương đương là 14.000 nha. Mã số là mã số 20 nha anh em. Mã số 20 làm size 14.000. Con mô bin sống nha anh em. Con này mô bin sống đổi tay trái phải nha, có phá cối luôn nha. Chế độ phá cái cối lại luôn, phá cái nắp cối, không cho tôi rớt cối luôn. Đấy, dành cho anh em cầu biển nha. Anh em là cầu biển lấy con này về đánh nha anh em. Bên này đã giá hàng bãi em đã giá rẻ cho anh em chơi luôn nha. Con này size 14.000, bữa nay em để cho anh em giá là 800k con này luôn, mã số 20 800k. Đó. Cho anh em chơi đi. Thoải mái luôn. Mã số 20 là 800k nha. Mã số 21. Đây mã số 21 thì anh em giành giật con này chốt nha. Đây, chốt sớm mới được con này nha anh em. Đây nè. Nặng 550g, Gatio 6.2. Đó, Gatio là 6.2 nha anh em. Coi cho kỹ nha. Con này Gatio sẽ 6.2 lận. Con này size tương đương của nó là size 8.000 nha. Nè, con này size tương đương là 8.000, cuốc số 8 vào 200m. Đấy, nè, anh em coi quay tốc độ quay của nó nè. Rất là nhanh. Đó. Tốc độ của nó rất là nhanh nha anh em. Con này tốc độ rất là nhanh luôn á. Gatio tới 6.2 rồi. Quay vừa mượt mà vừa nhanh nữa. Con này tên FX1 Let's Go. Chạy 2 bạc đạn nha anh em. Chạy 2 bạc đạn. Hàng của Olympic nha. Hàng Olympic thì anh em khỏi chơi rồi.
đó, mô bình sóng đổi tay trái phải nha, Gatio 6.2 là làm cho anh em đánh vít biển gì cũng được nha. Đây cho anh em coi nè đó. Rồi anh em nào chốt bữa nay chốt con này để cho anh em là mã số 21 này 750k nha anh em. Mã số 21 này 750k nha. Mã số 21 này là 750k nha. Đấy. Tới mã số 22. Mã số 22 con máy này size tương đương là 5.000 nha anh em. Con này là con đai qua bớt. Bay qua bớt 3.000, size tương đương là 5.000 nha anh em. Đó, size tương đương là 5.000 nha. Máy thì máy rất là mượt rồi. Anh em độ mượt thì khó chơi với con máy này rồi. Đó. Đó, thấy không? Máy quá là mượt luôn. Đai qua bớt 3.000, size tương đương là 5.000 nha anh em. 5 đến 6.000 nha. Có là có cái kim loại nha. Đây. Rồi, con này size, con này mã số là mã số 22 nha. Mã số 22 này bữa nay giảm giá cho anh em chơi luôn. Để cho anh em là giá là 520k nha anh em. Mã số 22 520k nha. Đấy. Mã số 23. Mã số 23 này con này size tương đương cũng là 5.000 luôn nha anh em. Cối là cối cũng kim loại luôn nha. Con màu trắng quá đẹp rồi. Con GS2 Shimano GS2. Con này size tương đương cũng là 5.000 luôn nha anh em. Máy rất là mượt. Máy quá là mượt luôn mà đẹp nữa, màu trắng nữa. Rồi con này mã số 22 nha. 23 nha anh em. Mã số 23 này để mã số 23 này bữa nay để cho anh em giá rẻ anh em chơi nè. Đây mã số 23 này để cho anh em giá là 450k nha anh em. 450k nha. Con máy này đẹp lắm. Ha, một nữa 450k cho anh em chơi. Mã số 23. Mã số 24. Mã số 24 thì con này là con máy carbon đời cao nha. Con này là con gì? Auriga 8.000 nha anh em. Con này size tương đương 8.000 nha, ratio là 4.9. Cước số 8 vào 150m như con này là của thằng Sejon gì đó. Cái con này không có cái để không có cái nước sản xuất ha. À, cho nên nghĩ con này là cũng là hàng chắc thằng Korea quá. Size 8.000. À, máy rất là mượt rồi. Đó, máy quá là mượt luôn, hình như có ABS luôn nha anh em. Dòng này có ABS luôn nha. Đúng rồi, ABS đàng hoàng nha anh em. Nó máy này chưa vệ sinh nha. Con này size 8.000 dành cho anh em về câu lục câu gì đó, câu lăng xê, con cha đâu đó. Rồi con này size tương đương là 8.000 để cho anh em giá là giá 700k thôi. Còn mã số 23 24. 20 21 23 24 nha. 24 này để cho anh em giá 700k anh em chơi thôi. Size 8.000. Còn 25. 25 này mới đọc nè. Làm cái tay đẹp luôn nè, nhưng mà nói chung là con này ngoại hình thì nó hơi xuất sắc xấu nha nè. Con này ngoại hình nó hơi xấu nha. Nó dòng này con này của Alpha Tắc Ly nha nè. Gatio là 6 chấm luôn, vãi thiệt chứ. Con này là Gatio 6 chấm nè, dòng Alpha Tắc Ly. Con này Alpha Tắc Ly là của hàng Nhật mà. Rất con này hàng nội địa quá. Con này nội địa Nhật nha nè. Nó bị nói chung là con này nó bị chóc cái nước sơn hết rồi nè, nó nhìn nó chóc nước sơn nhìn hơi xấu nha. Con này là grab gì von gì đó, 4.000 gữ h. Con này size tương đương của nó là tầm khoảng 6.000 nha nè. Con này size tương đương tầm khoảng 6.000 nha. Cối thì còn rất là đẹp rồi. Con này giọng lua nha nè, Gatio với 6.0 luôn nè, quá đẹp rồi. Gatio 6.0 luôn, quá ok. Nói chung con này anh em về anh em sơn lại là khỏi chơi luôn, quá là đẹp. Anh em nào lấy con này về anh em sơn lại nha. Em đã giá là ok cho anh em chơi nha. Đó. Anh em nào về sơn lại thì anh em có biết giá con này giá trị cao nha. Nhìn cái tay đó là anh em biết rồi. Nè, nó bị sóc chấp lớp tan lớp xi nha. Nó về anh em sơn lại nha, chấp lớp xi nha, thấy không? Cái tay thì tại lúc nè, nóng thì nóng độ luôn nè. Nó về anh em nào biết làm á, anh em sơn lại là con này giá trị cao nha. Máy rất là mượt, Gatio tới 6.0 luôn mà. Đó, nào cái núm mình núm bự nè. Cái tay đẹp nữa nè, để về cho anh em cạo cá bự nè. Nghe không? Quay đã không? 6.0 nha anh em. Gatio 6.0 luôn đó. Rồi con này là mã số 25 nha.
Mã số 25 này cũng để cho anh em là 700k để anh em về làm lại nha. ABS đều đầy đủ nha anh em. ABS đầy đủ nha. Cũng để cho anh em 700k để anh em về làm lại. Rồi tới lên hàng trên. Cái lên hàng trên này là mã số 26. Mã số 26 này á, thì là con này là con mã số 26 này là con này là con Olympic nha. Con này là con Olympic Zen 93, con này máy tay phải nha anh em. Con này là tay phải nha, có trợ lực đầy đủ nha anh em. Nói chung con này có trợ lực đầy đủ, size tương đương của nó là size tầm trên 10.000 nha. Con này size tương đương là trên 10.000 nha anh em. Đó. Olympic 93 dành cho anh em sưu tầm. Anh em nào đánh tay phải á thì lấy con này về sưu tầm nha. Máy còn rất đẹp, nói chung là mới tầm khoảng cỡ là trên 85%. Máy rất là mượt, thấy không? Máy rất là mượt. Anh em nào vô sưu tầm á thì lấy về lấy con này chơi. Rồi bữa nay em để giá rẻ cho anh em con này mã số 26, để cho anh em 800k anh em chơi nha. Mã số 27. Đây, mã số 27 á, thì con này anh em nào biết rồi, cái dòng Olympic nó mượt. Nó quá là mượt luôn, con Olympic Golden Cup. Nó Golden Cup này có cái cúp nè. Đó, con này mới lắm nha anh em. Con này còn rất là mới nha. Tay quay là tay quay đổi nha. Tay quay trái phải, mô bin sống nha. Nè, tiếng là tiếng gian nè, tiếng gian đã không? Đó, còn mà tiếng lớn nè, thấy không? Nó size tương đương là size khoảng tầm khoảng cỡ 8.000 nha anh em. Size 7 đến 8.000 nha. Con này size 7 đến 8.000 nha anh em. Đây. Nè, máy siêu mượt luôn. Nè, con này là siêu mượt luôn nha. Để anh tắt cái tiếng nè cho anh coi. Đó, quậy nó một gấp ốc mà nổi luôn. Máy là size mã số là mã số 27 nha nè. Mã số 27 này để cho anh em là 750k nha. Mã số 28. Mã số 28 con này là của thằng Goya. Con lông cát nha nè, con lông sư bọt, lông sư bọt GS 3000, size tương đương con này á là size con này size tương đương là 7000 Shimano nha nè. Con này size tương đương 7000 Shimano. Đây qua lông cát. Con này bự nha. Đó, núm thì núm mà núm gỗ nha nè. Con này núm gỗ nha. Đây, máy rất ok, quân đen rất đẹp luôn. Nó dành cho anh em câu cá lớn nha. Đó, size tương đương là 7000. Con máy bự lắm nha anh em. Đó, máy bự full carbon nha. Máy full carbon nên rất là nhẹ. Đó, cũng để cho con này hàng Korea nên để cho anh em giá là giá 650k nha. Mã số 25, 26, 27 là mã số 27 là 650k nha. Mã số 28. Mã số 28 này con này con Ryobi. Ryobi của thằng Japan nha anh em. Con này size tương đương của nó là 8.000 nha. Ryobi size tương đương là 8.000 nha anh em. Dòng này anh em đi biển rất là thích nè, dành để cạo cá nha. Đó, con này size tương đương là 8.000. À, máy rất là mượt. Phen ra dây bằng sứ luôn nha. Phen ra dây bằng sứ luôn nha anh em. Máy quay rất là ok, dòng này cạo cá rất là khỏe nha. Tại vì Gatio nó 3.8 mà, dành để cạo cá rất là khỏe, size là size 8.000 nha anh em. Máy quá là bự luôn, máy bành kia. Rồi con này là mã số 28 nha. Mã số 28 này để cho anh em là 750k nha. Tới mã số 29. Mã số 29 thì con này size, coi size con này, con đây qua nè. Con này size tương đương là 12.000 nha anh em. Con này size tương đương là 12.000 nha. Máy rất là mượt, cái cối còn quá là bóng luôn, cái cối còn sáng bóng luôn nè, thấy không? Con máy này bị mắc cũng bị mắc hai bên tem nha nè, cũng bị mắc hai bên tem luôn. Cái tay thì nó hơi có hơi bị chốc, bị muối ăn nhẹ nha. Máy rất là mượt rồi, anh em khỏi chơi. Đó. Rồi máy rất là mượt rồi. Rồi con này size tương đương là 12.000 nha. Con này để cho anh em giá là giá rẻ cho anh em chơi luôn, size 12.000 để cho anh em cũng là 800k luôn nha anh em. Mã số 29 800k nha. Mã số 30. Mã số 30 này thì con này là size. Con 30 thì rất là đẹp rồi. Con 30 thì của Shimano. Con 30 này của thằng Shimano nha anh em. Con mút vô gì nè. Con này GX 3000, Gatio là 4.8 nha. Hàng này là của Shimano nha anh em. Có trợ lực nha. Con này có trợ lực nha, trợ lực nhựa này, thấy không? Đó. Con này có trợ lực. À, con này size tương đương của nó là tầm 10.000 nha anh em. Con này size là 10.000 nha. Khoen ra dây bằng sứ luôn nè. Đó, khoen ra dây bằng sứ luôn. Con này hàng Japan nha, mã 30.
Đó, quá là một luôn. Quay rất là một, con này mới lắm nha nè. Cái cấu thì anh em thấy rồi, nó rất là mới rồi. Đó, có chưa lật luôn nè. Con này là mã số 30 nha. Đấy, mã số 30. Xài cho tôi là 10.000 nha, máy rất là mượt. Có chơi lực luôn. Con này là size của nó là 10.000, cước số 10. Cước số 10 vào 200m nha nè. Cước số 10 vào 200m nha. Con này size tương đương là 10.000 nha nè. Con này size tương đương là 10.000 nha. Cước số 10 vào 200m. Quay nhẹ cái là nó quay rồi. Vừa đầm mà vừa mượt nữa. Mã số 30 này để cho anh em là 950k nha. Mã 31. Mã 31 thì con này con Mikan Diamond nha nè. Diamond Mikan nha. No 3305 TB gì đó. Từ quýt bắt gì xì tem gì nè. Con này là, con này size của nó là, để em coi cái size của nó. Con này đu chuột nha nè. Con này là đu chuột nha. Cái đu chuột hơi cứng. Cái đu chuột này đấy, em làm đây hơi cứng cái đu chuột. Con này đuôi chuột này nó bị lỗi ở đây rồi, bé không lên nhanh nè. Cái bả mà 30 là con này nha. Tế cối nông nha. Tế con 30 là con cối nông nha. Khối cao 31. 31 là con 31 là con cối nông nha. 31 là hàng cối nông. Hàng này không có cái nước sản xuất, nghi chắc hàng của cụ Korea hay China gì không biết. Nhưng mà giờ cha anh em nào cha Google thì biết nha, con này là con này trên eBay bán là giá tầm 2 triệu nha anh em. Con này trên eBay bán là 2 triệu nha. Nó nè, cái tay nè. Cái tay tay đúc nè, thấy không? Tay đúc rất là đẹp rồi, thấy không? Con này có xuất sắc nè, xuất sắc đây nha anh em. Nè, dưới ở đây nè, cái đầu đây. Bên này nè, đó, bên này có xước nhẹ nè, thấy không? Nó chốc nhẹ nè, gọi tay tay đúc, có thì có kim loại, mua bên sống đổi tay trái phải nha anh em. Mua bên sống đổi tay trái phải nha. Đó. Hàng là hàng chưa nước gì em không biết nha. Đấy. Con này cước 6 vô 140m, khóa cước 6 vô 200m nha. Cước số 8 vô 140m nha, xài tương đương là 6.000 nha anh em. Cối nông xài 6.000 nha. Đây, phen ra dây rất là ok. Nó ABS thì đầy đủ rồi. Con này có ABS chống đau ngực luôn nha. Nè, máy quay nè. Đó, máy quay rất là mượt và đậm luôn. Đấy. Nè. Máy quay mượt và đậm nữa, thấy không? Đó, hàng cối nông nha, cối nông mua bên sống nha, chứ không phải mua bên chết đâu. Đó, mua bên sống dành cho anh em đánh lục nè. Đó, anh em đánh lục cô biển rồi nè. Đó, con này để cho anh em giá rẻ luôn nha. Mã số 31 này để cho anh em 1 triệu 2 nha. 331 là 1 triệu 2 nha. Hàng cối nông đẹp mà để có 1 triệu 2 nha. Đó. Tới 32 nha. 32 là cũng làm con cối nông luôn. Con Bower Row GT 6000. Con này cối nông, mô bin sống chạy 3 mặt đạn nha anh em. Cái lô này, con này là lô tiếp size mấy. Con này lô 5 size nè. Lô 5 size là cước 5 vô 200m nha anh em. Cước 5 vô 200m nha. Mô bin sống đổi tay trái phải nha. Phen ra dây rất là ok luôn nha. Đó. Con máy rất là mượt nha anh em. Con này chạy tới 3 mặt đạn rất là mượt nha. Đó. Rồi con mã số 32 này để cho anh em là giá là 1 triệu 1 nha nè. 32 là 1 triệu 1 nha. Chạy 3 mặt đạn, cối nòng mua bình sống. Rồi tê 6.000, size tương đương tầm khoảng 10 đến 12.000 nha nè. Rồi con này là con cối nòng nữa nè. Con cối nòng mua bình sống nữa. Con này là con gì? Con Daiwa nha nè. Daiwa Long Spam nha. Daiwa Long Spam 9.000H. Con này Daiwa Long Spam 9.000H. Size tương đương của nó, con này cước số 10. Con này size tương đương là tầm 14.000 nha anh em. Con này size tầm 14 đến 16.000, cước số 16. Cước xong số cước nè. Cước 16 vô 170m nè. Con này size tầm 14.000 nha anh em. Có nông mua bên sống nha. Đây. Có nông mua bên sống nha anh em. Có nông mua bên sống, đổi tay trái phải luôn nha. Phen ra dây bằng sứ luôn nha. Nó phen ra dây bằng sứ luôn nè. Đấy. Máy thì rất là mượt rồi. Phen ra dây bằng sứ. Hàng Japan nha nè. Con này hàng Japan nha. Đấy, con mã số là mã số 33 nha.
Mã số 33 này để cho anh em giá là 1,6 triệu nha anh em. Mã số 33 này 1,6 triệu nha. Anh em lấy con 33 này 1,6 triệu nha anh em. Da ben. Nó hàng lông Supreme. 33 1,6 triệu nha. Rồi. Chào anh em nha. Bữa nay clip lên quá trời dài rồi, tới 50 phút rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem nha.